Ok, xin chào anh em nha. Mình đã trở lại đây. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về Yasuo. Phê. Ủa, nhanh thế. Thì đây là bản Yasuo của mình đây. Sẽ sẽ tấn công, đắc thắng, huyền thoại. Đấy. Chưa lâu rồi. Mid. Đây là lần mình chắc sẽ chơi Yasuo ca bồi. Vãi luôn. Rồi. Ai có? Tập chiến lên, chiến lên, chiến đi. Quất luôn sao giờ. Vô. Bấm 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 bấm. Úi giời ơi. What the fuck? Yasuo đi rừng. Yasuo đó đi rừng. Eo ơi. Vâng, tôi cảm thấy nó có hư cấu gì đó, tôi không hề nhẹ. Yasuo đi rừng. What the fuck? Wow. Đây là Vinh Danh 5. Cái viên ngọc màu kem này nè, đó là viên danh 5. Ấy, trời ơi. Phê, viên danh 5 hơi phê. Cà bờ với viên danh 5 nhìn rất là chết. Nhưng mà nếu mà mình đi top chắc có thể là gặp để xem cái nào. Top có thể là Tarret hoặc là Riven. Riven hay không mình cân luôn, dạ sợ. À, để xem coi rank kim cương đánh thế nào nha nè. Đây rank kim cương. Rồi. Vào đây, let's go. Tên duy nhất Yasuo. Mình vẫn chơi nick kênh Super DV nha anh em. Đây là nick liên của mình. Đấy, Yasuo ca bồi. Chưa. Và là trận này mình phải leo lên top rồi. Kim cương đi mid vậy mình lên top thôi, không sao cả. Bình thường. Đứng trong đội hút sáo chơi. Đây. Đây là khuôn mặt, đây là anh Yasuo cowboy.
Nhắc kiếm chín ạ. Ôi giời, phớt lọc luôn kìa. Đẹp, gặp The Red rồi, gặp Red đi meet ở đi stop. À, The Red là mày manh đậu mày, mày manh đậu mồ hôi chứ mày. Đẹp. Ngu bò này à. Phê. Ok. Có một mạng cho mình rồi, hay lắm. Đập trụ thôi. Ăn tờ rep bại. Đấy, đầm kiếm. Anh em nhìn cái kiếm này rất là chất đúng không? Đấy. Hốn chưa? Hốn chưa? Tà rét chắc thốn lắm đấy anh em ạ. Rất là nhanh. Trời ơi, ơn trời. Hai ninja red nguy hiểm tỏ vẻ. Hình lắm, tự nhiên có bờ red hồi máu. Ghê, 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 mình muốn làm được như anh ấy. Đồng ghê. Đó, anh ấy là đồ. Mình hả tình gió ứng chưa quy. Nó sẽ có một đường kiếm phía sau lưng. Tùy hướng mình làm thôi. Đâu đấy. Trời, khô máu luôn. Ôi. Ôi.
Reality Farm. Rồi. River đi Mỹ là hết không ăn thua rồi. Mình cá là vậy. Đồ da xưa rừng. Da xưa rừng một sự không hề nhẹ. Cần tập rất lên top thì một sự an hẳn vô đối. Lần nhanh lên nào. Cười à con. Mày cười à Tret. Mày cười à Tret. Cười đi con ạ. À. Cười được thì cứ cười nhé bạn. Bạn đừng có cười. Cười là chết đấy. Chép hứa hứa chợ bại bại tờ rết bại. Bạn cứ hư cấu. Trời ơi. Bạn lại hư cấu. Hư cơ quá không tốt cho sức khỏe đâu. Ờ rồi rồi. Ờ what the fuck. Tôi dễ vậy bạn. Ôi giời ạ. Không sao. Đấy. Tờ rét đã bị quế. Ủa. Wow. Wow. Vâng anh Ly thì lao lên như một hàng điên. Hiện tại mình vẫn đang xanh nhất tem. W của Mid để vứt bỏ à. Anh đi đã không biết do gì rồi vậy. Tận độ chém. Chém như con ấy, tốc độ chiến như con ấy.
thêm phát nữa cho đủ bộ. Đấy. Mình đã dùng chiêu Ablade tạo ra hai cơ lốc để vã cho nó nhanh mà. Chơi luôn, chơi tờ rét luôn, không sợ. Vỡ mồm. Vỡ mồm. Đấy. Anh em thấy không? Cái lớp mà nó đang khi mà mình ứng ulti á, nó xoay tròn nguyên một đường. Nó xoay nguyên một đường tròn. Đấy. Nó hai chỗ đấy á. Nó gây thêm nhiều sát thương vật lý hơn. Chơi khô máu dễ hơn. Ủa rồi. Và River muốn gắn tem, River muốn gắn tem trận này. Qua ta. Rồi cho xin bên ta luôn đi. Ôi, hết bên ta rồi. Bây ảo hơn. Ô. Ok. Đấy. Đâu ngoài đấy. À. Ôi trời ơi. Đợi 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 đợi. Cứng đấy. Chú cứng đấy. À không cho về luôn. Nhanh ta là làm được. Ôi. Eo ơi, eo ơi. Eo ơi. Eo ơi.
À con cóc kia muốn đòi được. Làm thịt cóc đi, làm thịt kiện. Thịt cóc ăn rất là ngon đó anh em ạ. Cóc xào lăng. Là món cóc xào lăng. Lăng xào cóc. Ồ oh. À, bèo. Thế ổn tì. Ghê ghê. À nếu à lên tam hợp luôn nó vui ha. Lên tam hợp luôn. Trận này lại săn như kia rồi. Rồi có cái giáp lịch sử trả hơi bị nhanh đó anh em ạ. Là ôi trời ơi. Tôi chạy tốc độ 461 giây. Tốc độ bàn thờ. Tôi đang chạy với tốc độ bàn thờ anh em ơi. Ui mà đau thế. Rồi. Joy đã bị hấp diêm. Vâng, tôi hết lớp trượt rồi. Không sao. Chạy nhanh thôi bạn. Khỏi. Bậy bạ mà. Đi đánh con sứ giả. Giờ đi đánh con sứ giả. Lên đồ phải đánh thôi. Nhanh lắm. Chơi khô máu tiền luôn rồi. Đó. Đó, làm như vậy á. Chạy tới xoay Ewi, thế là xong. Đã đai rồi, mình đã đai. Không, hay là lên phép nhỉ? Lên phép vui lắm. Ê, lên phép sao nhỉ? Ê, hỏi hỏi tụi nó là lên phép thì sao nhỉ? Lên phép thì sao? Chị vậy. Không, lên phép có tác dụng gì vậy chị coi. Double kill. Shut down. Lên rồi, chơi lại.
Ôi, tốc độ đáng 2001 mà. Ê, chỗ xem kìa. Anh em nhìn nha, anh em nhìn nào. Đợi chút. Dọn đấm nào đã. Anh em nhìn nào. Rồi, chỗ. Yeah. Nào, con trai đi con ơi, con trai đi theo tao là con trai rồi. Con trai anh em ạ. Đi là con trai, let's go. Đi. Hựa. Anh em bảo con trai ấy, con trai của đại ca đấy, bắt đầu đây hết sao bụp. No, đây rồi. Hơi lên gương vô danh. Nghĩ chưa? Phê ơi. Gương của vua vô danh. Thôi mình sẽ để đường top đi. Trận này win rồi. Lên phép chơi lại ấy mà nói gì. Thật ra Yasuo chả cần lên phép làm gì. Lên cho có lệ thôi anh em ạ. Lên vui thôi mà. Đâu Yasuo lên sát lực. Hôm tí mình lên là xảo cây ma vũ không biết sao nha. Giờ về nhà bán hết đồ lên sáu cây ma vũ. Nhây lắm. Giờ về bán đồ, á. Lên nghịch ngu. Đấy, hai cây ma vũ đủ rồi ha. Rồi, xem tỷ lệ chí mạng nào. À, gấp đôi tỷ lệ chí mạng. Chém như chó luôn. Đó rồi. Chém như quán con luôn chứ đó mày gì nữa. Tụi kia vẫn chưa về đâu. Ngon nữa chưa về, coi chết luôn chứ mà chưa về. Hê, chút tiếng kìa. Đỡ đà mà. Ồ. Ôi giời. Ôi
ngoài lên Đỏ Đam hả mày? Và ai cứ bạn mất đồ lên khám phép. Khám phép rồi. Được rồi. Giờ là trâu bò rồi, sợ gì? Phê phê phê. Đủ đủ đủ. Hị chua máu mình. Ai thế nhở? Chả hiểu đâu. Ok, bỏ sao cả. Rồi, trận này win rồi. Oh no. Oh no! No, Felice! Hai con rồng lửa. Where on my side? The light win. Ok, đó là hai. Nó chừng trận. Hai em với nhau. Phê quá. Một trận đó rất là phê. Như con tê tê. Ôi trời. Ben. Ok. Giờ mình đố anh em nha. Giờ là từ đợi chút đã. Đợi chút. Anh em đợi chút. Hử hát sự nhạy bén của anh em một tí xíu nha. Bây giờ hử hát sự nhạy bén của anh em nào. Mình sẽ hử hát cái sự nhạy bén của anh em bằng cách là phân tích sự khác nhau nha. Khác nhau khi ulti. Xem các anh em phân đá thế nào nha. À. Rồi, vô nào, vô đây. Chưa phùm. Rồi, mình sẽ lên nhìn món như này.
Thêm cái mắt nữa. Rồi. Giờ hát anh em về cái độ nhạy bén nha. Đây có ba hình nộm đúng không? Để chúng ta sẽ bắt đầu nào. Con nào đầu tiên nha. Năm tám. Bên này nha, tương tự bên này. Ơ, nhầm ơi. Từ xá cái ok, xóa lại. Ok, bắt đầu lại nha. Hai hai ba sáu. Ba sáu. Lần một hai hai ba sáu nha. Ba không không bốn. Một. Hai ba sáu. Lần hai. Ba không không bốn. Bắt đầu nào. Từ lại vướng con cờ hót kìa. Bắt đầu nào. What the fuck? Chưa có công ty. Hèn gì bảo sao kỳ cục. Ok, bắt đầu lại. 1 2 Sa bét rồi. Từ lại nào. What the, chưa công ty nữa. Quên mất. Lại sao hết đã. Giờ là ship bê. Ok, bắt đầu lại nào. 1 2 3. 2 2 3 6 là 1. Hai 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 ba mười lần hai. 2 3 1 0 lần hai. Được rồi, chút đã. Đủ. Ờ, hiểu rồi. Ship M. Ok, là 1 nào. 1. Sao nhỡ, không nhớ là mình chưa kia nhỉ. Bắt đầu lại. 1 2821 là 1 nha. Phải cứt. 2821 là 1. 8 10 là 1 nha.
một, hai. Vượt cờ. Khó khăn quá. Lại nào. Hai, bảy, năm, sáu lần hai. Ok, rồi. Một, hai. Chua rồi. Lại. Xóa hết tất cả đã. Anh em nên sửa khác nhau nhá. Nên sửa khác nhau giữa ba cái công ty nhá. Mình sẽ làm bên nào trước. Ok. Rồi, lần cuối cùng nào. Rồi, anh em để ý rồi nha. Hãy nơi sự khác nhau giữa ba pha ulti vừa lúc nãy. Anh em nào nhắm mắt thì người đó sẽ thấy. Và ở pha thứ ba nha, anh em nhìn kỹ vào nha. Mình sẽ để như vậy. Đấy. Anh em nhìn kỹ vào nha. Nhìn thật kỹ vào pha lúc nãy và pha này. Ok. Nếu anh em nào nhắm mắt sẽ thấy điểm khác nhau giữa ba pha ulti lúc nãy với cả pha này nữa. Đó, đó là sự khác nhau giữa ba pha ulti đấy. Ok, cảm ơn anh em đã coi và nhớ like and subscribe cho mình nha. Nhớ ủng hộ kênh của mình nha anh em. Bye bye anh em.